bây giờ là sẽ ốc của cô Mớm rất là nổi tiếng nha. Hôm nay là có thêm nhà báo của bên VnRed qua để ghi hình sẽ ốc của cô nữa nè. Sẽ ốc của cô bây giờ nổi tiếng quá mọi người ơi. À, những cái clip mà em đưa lên đó thì cũng có rất là nhiều comment đó là tương lai thì cô Mớm cũng sẽ giống như dì Ba Cua. Và thực sự mọi người ơi, mọi người nhìn thấy là sẽ ốc của cô Mớm hầu như là luôn luôn tung ra những cái món mới rất là nhiều nha. Cho nên là những ai mà nói là tương lai cô Mớm cũng giống như dì Ba Cua là mình nghĩ điều này sẽ không có xảy ra đâu cả nhà mình nha. Đây nè. Hôm nay là cô Mớm tung chiêu ra món mới ốc ngựa nha cả nhà. Ốc ngựa nhìn rất là tươi nha. Đây nè mọi người, đây là toàn cảnh căn nhà bé nhỏ xinh xinh của cô Mớm nè cả nhà mình nha. Đây là cô hàng xóm hàng ngày đều đặn qua phụ cô Mớm nè, tại vì thấy cô Mớm cũng đang thiếu nợ nhiều quá cho nên là qua phụ cô Mớm thôi cả nhà mình nha. Hôm nay cô tiếp tục tung ra một cái món mới là ốc ngựa. Em sẽ mua ốc ngựa về để em review cho mọi người nha. Ốc hương, ốc gạo, ốc bu. Em cũng đã có ăn review cho mọi người ở những clip trước rồi cho nên em sẽ không có review nữa nha mọi người nha. Và hôm nay em sẽ tiếp tục review. Mà hôm nay em sẽ tiếp tục review món ốc ngựa cho cả nhà mình nha cả nhà mình. À, là giá tiền con 100.000 phần. Hôm nay có ốc gạo không cô? Không con. Dạ, hôm nay không có ốc gạo nha cả nhà mình. Ốc hương, ốc ngựa. Ốc hương, ốc cà na. Ốc cốc cà na nữa cô. Hôm nay có ốc cà na nữa cả nhà mình nha. 260. Cho thêm một chút mắm nữa đi hả? Cảm ơn. Cảm ơn con nha. Cảm ơn anh chàng đẹp trai. Cảm ơn anh chàng đẹp trai, dễ thương quá trời. Đây là cái hẻm nhỏ, cái đường đi vào trong nhà của cô Mớm này cả nhà mình. Bán sáng giờ là cô bán rất là nhiều, hơn 50-60 kg ốc tại nhà luôn cả nhà mình. Bây giờ là cô chỉ còn có bao nhiêu đây ốc nữa thôi là hết trơn rồi nha, không có còn nữa. Cho nên là bây giờ là ai nhanh tay thì còn, mà chậm tay là hết nha mọi người. Giờ tới phần em cũng tranh thủ mua trước luôn, nếu không thôi là cũng không còn hàng nữa nè mọi người. Cô bán cho cô một phần ốc ngựa đi cô. Rồi, dạ, cô phải tranh thủ mới được. Dạ. Ngựa với Hương ăn ngựa không? Dạ không, ngựa không thôi. Ngựa không thôi mà. Dạ. Hôm nay cô sẽ ăn ngựa không? Ăn ngựa không? Ăn ngựa không để xem là có chạy được trên nhanh như ngựa hay không đây. Em thường hay mua ốc của cô đây lắm nè. Hôm nay là em sẽ mua để review cho mọi người đó nha. Đây mọi người mình ơi, hôm nay là em cũng mua ốc tận nhà của cô Mớm luôn nha. Em cũng phải tranh thủ, tranh giành để kẹo hết luôn nè. Một phần ốc ngựa này của em là 100.000 nha mọi người. Tại vì ốc ngựa này nó mắc lắm. Ốc ngựa này với ốc hương là mắc nhất nè. Nhà là cô chỉ còn bao nhiêu ốc đây thôi nha. Hôm nay là cô Mớm biết dùng điện thoại rồi nè. Chứ mọi hôm là đâu biết nhắm tắt không mà bữa nay là biết nghe alo alo nữa. Alo alo. Trước là cô Mớm là ai gọi cô Mớm Mớm tắt luôn nè. Càng ngày là càng xanh điệu. Đây là thời trang mốt mới của cô Mớm là mặc đồ modern nhưng mà đội nón lá, mang dép lào. Đây bây giờ em sẽ theo chân cô Mớm ra chỗ bán nha cả nhà mình.
Đây bây giờ cô mớm chuẩn bị đẩy ra ngoài hẻm này để bán này cả nhà mình nha. À, mọi người thấy không, cô mớm mới vừa đẩy chưa có đi tới đâu hết trơn á, là rất là nhiều khách hàng điện thoại để hỏi cô mớm bán ở địa điểm nào để chạy qua ủng hộ cô mớm nè cả nhà mình. Cây trên cầu chính nâng chứ bảy qua cầu nha, coi thằng về chuẩn bị ra nè. Đây là một anh khách rất là mến mộ cô, xin chụp hình này chung với cô nè. Làm rất mệt nhưng mà Mỹ vẫn là cười tươi ha. Cô đã rồi 3 giờ sáng đi về cô vẫn vui cái cách con. À, mọi người ơi, em đã mua được cái ốc nguội của cô mớm nè mọi người. Hôm nay là em mua được cái ốc nguội của cô mớm rồi nha. Đây, đây là ốc nguội, mọi người nhìn thấy ngon không? Rất là tươi luôn nha. Hôm nay là em sẽ review lại cái món ốc bu cho cả nhà mình xem nha. Những clip trước em cũng đã review ốc bu cho mọi người rồi. Nhưng mà hôm nay tại vì em thèm ốc bu cho nên em mua ốc bu ăn lại. Và sẵn nay em cũng review cho mọi người luôn. Thì khi mà em mua ốc cho cô mớm xong á, có quán cà phê đối diện em ăn liền luôn. Em thèm lắm rồi, em chịu hết nổi mọi người ơi. Thì bây giờ là em sẽ review cho mọi người ăn nha. Đây mọi người, còn đây là nước mắm của cô nè nha. Đây, đây là nước mắm của cô mớm nè. Rồi bây giờ em sẽ đẩy này ra tí xíu. Rồi bây giờ em mời mọi người cùng ăn ốc cùng với em nha. Đây bây giờ em sẽ review trước ốc nguội cho mọi người xem. Đây nè, đây là cái phần thịt ốc nguội này cả nhà mình. Ốc này nếu mà mình nhìn sơ á, thì nhìn rất là giống ốc mỡ vậy cả nhà. Nhưng mà cái phần vỏ ngoài á thì nó có những cái vằn vằn giống như con ngựa vậy mọi người. Nhìn rất là đẹp nha. Đây là phần thịt của nó nè. Giờ em sẽ lãi nó ra. Rồi, giờ em chấm nước mắm này. Dạ em mời mọi người cùng ăn với em nha. Ngon quá. Ốc rất là tươi nha cả nhà. Rất tươi, ngon. Ngọt. Đây là mọi người, trong nước mắm này nha. Ốc ngựa này ăn á ngon hơn ăn ốc mỡ nha cả nhà mình. Cái thịt nó dai, nó giòn hơn và nó béo, nó bùi hơn là con ốc mỡ đó nha. Cái con ốc ngựa mọi người ăn nó rất là ngon nha, ngon hơn ốc mỡ rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề á, cái chân chỗ cái phần đít của con ốc ngựa mọi người thì nó hơi nhẫn nhẫn nha, cho nên khi mà ăn á thì mình nên bỏ cái phần đít của nó đi, mình chỉ ăn cái phần đầu thôi. Đây nè mọi người, đây mọi người thấy không, ngon quá. Ốc mà chấm với nước mắm chua chua cay cay ngọt ngọt của cái loại nước mắm của mớm này rất là ngon nha mọi người. Cay nhưng mà ngon lắm. Wow. Nè mọi người, ốc bu hôm nay là cô mớm có để xả nữa nha, nhìn nó thơm lắm, rất hấp dẫn. Em cho để xả xuống cái nước mắm luôn để cho nó ngon. Đây là cái nhà mình.
Ây. Thì hôm nay là em quay ban ngày á, cho nên là mọi người nhìn thấy cái độ sáng nó rất là đẹp đúng không? Còn hôm bữa em ăn Oppo này em quay trong cái ánh đèn hơi tối đó, cho nên nhìn nó không đẹp. Nay nhìn hấp dẫn hơn cả nhà mình ha. Ngon quá. Oppo nó vừa giòn, béo béo, thơm, mà còn cộng thêm cái xả nữa mọi người, nó vừa cây cay, the the, rồi nước mắm ớt nữa, nó chua chua cay cay nữa, rất hấp dẫn. Cô mớm nói là cô mớm chỉ bán ốc, từ đây tới Tết thôi, cho nên nếu mà những ai mà chưa có ăn ốc của cô mớm á, thì hãy tranh thủ một lần đến để thưởng thức được cái ốc cô mớm bán, cũng như là cái loại nước mắm thần thánh mà đang rất là nổi tiếng của cô mớm nha cả nhà mình. Đúng rồi, số 1 hấp dẫn quá mọi người. Cô bán đa số là mọi người tới mua ốc bu rất là nhiều, tại vì ốc bu của cô cực kỳ tươi mà nó rất béo, rất thơm, ăn ngay trong chỗ cái phần đầu này là mọi người nó rất là giòn, thích lắm. Ngon quá, rất là ngọt. Mọi người nhớ nha, khi mà ăn ốc ngựa thì mọi người nhớ bỏ ngay căn cái phần đít của nó nha mọi người. Phần đít của nó rất là nhẫn đắng đắng, nếu mà ai mà không ăn quen á là sẽ rất là khó ăn, cho nên á tốt nhất là mình hãy nên bỏ cái phần đít của nó, mình chỉ ăn cái phần đầu của ốc ngựa thôi cả nhà mình nha. Ngon quá à. Ốc rất là tươi, cực kỳ tươi luôn.
Ăn liền cũng được chị, nhưng mà nó hơi nguội thôi, nó không được ngon bằng khi mà mình ăn nóng. Ăn cái này bưng bị nóng liền. Nóng bưng không? Nóng bưng hả? Có ốc banana kìa. Ốc ngựa cũng ngon lắm chị. Ăn thử con đi. Muốn ốc gì ăn? Cứ ăn thoải mái đi chị. Cứ ăn thử tự nhiên đi, không sao đâu. Ăn thử đi. Trời ơi, ngựa ngon lắm. Ốc ngựa tươi lắm chị. Ốc ngựa này lạ lắm, lâu lâu mới có một lần đó chị. Phải có quà cho con cứ ăn thử con tặng con ăn đi. Ăn cái đuôi bé nè. Bé ăn thử đi vô thử. Để từ từ cái đuôi bé đừng bỏ đuôi nha. Hả? Vậy lấy một hộp ốc ngựa này rồi, tại cái đuôi nó bé không mấy con. Chị cứ ăn thử đi chị. Ngon lắm. Ăn thử đi cho em review luôn. Chị cứ ăn thử đi. Cái đuôi bé. Em đưa cái tâm cho chị. Đây mọi người, bây giờ là có chị khách này là ăn thử ốc tại tại chỗ xe ốc của cô Mốm luôn nha. Tại chưa chấm nước mắm đó. Con chấm nước mắm còn ngon nữa. Sao chị? Chị ăn sao chị thấy nha? Ngon tươi không vậy? Đây mọi người, đây là nhân chứng thật sự tại xe ốc của cô Mốm luôn cả nhà mình nha. Mấy phần ốc hương kìa. Rồi, nhiêu tiền vậy con? À, mấy bạn chị con? Một. Cái này một hộp. Cái này còn không vậy bà? Lấy phần ốc hương. Hay hay. Chị cho em hỏi chị ốc quần mấy? Lấy cái đá đây. Chị cho em hỏi chị buôn mấy qua đây vậy? Em mới cần dụng. Đồ sao vậy? Em đi mua đồ á. À đi mua đồ xong sẵn thì chị tắp đi luôn, chị ghé đi luôn. Dữ. Trời ơi, cần dụng xa dữ. Thương khách xa tặng thêm bịch nước mắm luôn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Lấy phần ống hơn em ơi. Ốc gạo á thì bỏ hương. Còn mà ốc hương, ốc bu, cà na với ốc ngựa. Ốc bu 60 con. À, cà na 70. Đây 50 bán phần 50 đi con. 50 đây, ốc bu đang nóng hổi luôn nha mọi người, khói lên luôn nãy rồi. Cái này là một bịch thì 60, cà na 70, ốc bu 100, ốc ngựa 100, ngựa đây này, cái này bọc thì 60.000. Cảm ơn con nha, con gọi nha con. Đây là mọi người, cái thau ốc này của cô là khói ngút trời luôn hả? Tươi xanh luôn. Nhìn thơm lắm mọi người. Nhìn thơm hấp dẫn lắm. Rất là khói, rất là ngon. Nhưng mà cách nào ở gần thì ăn nó mới được nóng nha con. Dạ đúng. Còn rồi. Cách nào ở xa thì chịu khó hâm lại. Cô có bỏ sả vô trong đó, con về con hâm lại nghe mùi sả chấm nước mắm ăn rất là ngon. Rất là thơm. Tiền rồi. Em gái cho chị hỏi em ở quận mấy? Em ở quận xa lắm. Xa lắm hả? Tội nghiệp. Dữ. Tội nghiệp. Nhưng mà qua 2 ngày rồi, ngày hôm qua là lần rồi. Trời ơi, tội nghiệp không? Kiếm 2 ngày rồi, bữa nay là ngày thứ 3 mới thấy hả? Ê, mọi người này mà dạ, mình được tặng 2 bịch nước mắm hàng thoại mọi người. Cô tặng 2 nước mắm này, 2 nước mắm này khỏi cần ăn hết. Mà con về ăn cho mắm rau muống luộc. Rau muống luộc hết luôn. Cái này nè, thằng Tài nó có tiền nè. Cái này là con phải về con tặng cho mẹ chồng con một bịch. Dữ. Mua ốc, mua nước mắm này tặng cho mẹ chồng luôn nè cả nhà, tôi kịp em gái không? Từ Bình Tân qua tới Bình Quận 8 mua luôn. Hỏi cô,
Có lời chúc mừng nhà của ai vậy? Để chúc mừng nhà. Bữa nay thở đợi dạ, ốc buông thì 60. Còn ốc ngựa thì 100. Ốc ngựa 100, còn ốc banana là cũng 60 luôn. Chị đưa giấy 500 phải không? Đưa giấy nhiều. Bây giờ là khách tới quá trời luôn mọi người ơi. Em gái này mua xong rồi còn review bán hàng giùm cô luôn nè. Rồi, ốc ngựa là hộp cuối cùng nha cả nhà mình. Cái này là chiếu đem vô nha. Rồi, bớt tiền. Nãy con ra lúc mấy giờ? Giờ cho vô ốc đi. Mọi người ơi, bây giờ là ốc của cô mớm bán cũng gần hết luôn rồi nè mọi người. Bây giờ em xin kết thúc clip của em tại đây nha. Hôm nay là cô, đây là địa điểm bán mớm của cô nè mọi người. Dưới chân cầu Chánh Hưng nha cả nhà mình. Đây là dưới chân cầu Chánh Hưng nè. Thì cái xe ốc của cô nằm ở dưới này luôn. Cho nên đây là cái địa điểm mới, cho nên cũng có rất là nhiều khách chưa có quen thuộc cái điểm bán này á. Cho nên là cũng chưa có biết. Thì qua cái clip này em cũng thông báo tới mọi người là cái chỗ bán mới của cô mới luôn cái nhà mình nha. Bây giờ là cô thêm ốc mới thêm nữa nè. Này. Rồi em xin chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và nhiều may mắn nha. Mọi người nhớ cho em một cái đăng ký miễn phí để giúp cho cái kênh của em phát triển hơn, cũng như là em có nhiều cái động lực để em sẽ review những cái món ăn ngon bổ rẻ cho mọi người nữa nha. Dạ, rồi bây giờ em chào tạm biệt mọi người ha. Bye bye. Ốc hương.